Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ test game trên con iPhone 8 Plus này của mình. Đây là con iPhone 8 Plus các bạn nhé. Đây, rất là đẹp luôn. Sau đây thì mình sẽ vào giới thiệu chung của máy. Đây là iPhone 8 Plus có phiên bản phần mềm iOS là 14.6, bản Mỹ là LA. Và bản của mình có dung lượng là 256 GB các bạn ạ. Đây. iPhone 8 Plus thì có màn hình LED Black Lip IPS LCD các bạn nhé, Full HD. Tỷ lệ màn hình của máy là 16:9, là rất thích hợp cho các bạn quay video và làm video game. Màn hình rộng 5,5 inch. Có hai camera ở phía sau là 12 chấm. Tiếp theo đó là camera trước có 7 chấm. Có chip xử lý là Apple A11 Bionic 6 nhân, xử lý rất là nhanh và mạnh. Có tốc độ là 2,39 GHz. Có chip đồ họa là Apple GPU 3 nhân. RAM của con này là 3 GB các bạn nhé. Có cổng sạc Lightning, jack tai nghe cũng là Lightning luôn, nhưng mà phải có jack chuyển đổi các bạn ạ. Pin của con này là 2691 mAh nhé. Trong thời điểm ra mắt con này thì là từ tháng 9 năm 2017, cũng cách đây mấy năm rồi, 4 năm rồi. Đây, sau đây thì mình sẽ vào test game cho các bạn xem. Đầu tiên thì mình sẽ vào test game Liên Quân cho các bạn xem nhé. Ok, sau đây thì mình sẽ vào test game Liên Quân. Bên bạn có Mina, Natalia, Ra, Ngộ Không, Tèo Nát. Ok, game đã bắt đầu vào rồi. Ok mọi người nhé, sau một thời gian test game trên con iPhone 8 Plus này thì mình test game Liên Quân, máy chơi rất là mượt, ok, không hiện tượng dựng lag. Ngoài nhược điểm của máy iPhone là chơi nóng máy, có hiện tượng máy nóng lên. Còn ngoài ra thì máy chơi rất là ok, mượt. Có thể chiến rất là nhiều các tựa game nặng như game Liên Quân và game PUBG. Ok mọi người nha. Sau đây thì mình sẽ test game từ game khác. Sau đây thì mình sẽ test game. Ok mọi người nha. Sau đây thì mình sẽ test tựa game PUBG cho các bạn xem. Game PUBG là một tựa game khá là nặng trên điện thoại. Đây, sau đây thì mình sẽ vào.
Ok các bạn nhé, đã nhảy dù rồi. Ok mọi người nhé, sau khi test game trên máy iPhone 8 Plus với tựa game là PUBG Mobile trên điện thoại này thì mình thấy máy chơi khá là mượt. Con chip xử lý mạnh mẽ của Apple A11 Bionic 6 nhân với tốc độ là 2,39 GHz và chip đồ họa Apple GPU 3 nhân. Con máy iPhone này chơi khá là ok các bạn ạ. Tương đối là nhanh và mạnh, không có hiện tượng giật lag. Ngoài nhược điểm yếu của iPhone là khi chơi game thì máy sẽ có hiện tượng nóng lên. Một điểm cộng cho máy iPhone 8 Plus nữa là màn hình to dễ nhìn nên chơi game rất là thích mắt. Và một điểm đáng chú ý của game nữa là đối với những bạn mà hay quay video trên máy iPhone này thì tỷ lệ khung hình là full full viền các bạn nhé, tỷ lệ 16:9. Sau khi trải nghiệm hai tựa game PUBG Mobile và Liên Quân Mobile thì mình thấy iPhone 8 chơi hai tựa game này vẫn khá là ok và mượt nha các bạn nha. Con chip xử lý rất là mạnh của Apple. Trong những mấy năm trước thì con iPhone 8 Plus này là một flagship khá đình đám của Apple. Đây, đẹp lung linh luôn các bạn ạ.